chiếc tủ của những phép màu trên tiên giới bấy lâu nay vẫn còn khóa kính bao nhiêu mây trắng đã trôi qua rồi biết bao nhiêu mây xanh mây hồng mây cam mây tím nói chung là đủ loại mây cũng đã trôi qua vậy mà chiếc tủ của những phép màu vẫn khóa kính chiếc tủ thật ra chẳng cần khóa lại thì cũng không ai lấy trộm làm gì vì trên tiên giới thì làm gì có kẻ trộm và những kẻ trộm cũng chẳng bao giờ được sống chung với những nàng tiên. Cho nên chiếc khóa của chiếc tủ đựng phép màu là một bông cúc vàng xinh đẹp. Nghe nói, bông cúc vàng này được lấy từ vườn hoa của bà tiên mùa xuân. Qua thiên đình trồng trăm năm mới nở, kết tụ bao nhiêu hương thơm đất trời nên rất khó tàn phai. Bông cúc vàng nhìn rất mỏng manh, gắn hờ trên mép cánh cửa, tưởng chừng như không có một tác dụng nào. Nhưng thật ra đây là một bông hoa rất kỳ diệu bất cứ ai đến gần những bông hoa tiên sẽ rực lên những ánh sáng ngũ sắc làm chóa mắt người có ý định mở tủ ăn cắp những phép màu đó là nói đến sự không hiệu của bông cúc vàng kỳ diệu chứ thật ra các vị tiên cần gì phép thuật họ sống với nhau thật thà hồn nhiên và không hề nghĩ rằng mình phải dùng phép thuật để tạo ra lợi lộc cho bản thân thế rồi một ngày chiếc tủ đựng phép màu được mở ra đó là một ngày cuối năm vì chúa tiên bỗng sực nhớ là bao ngàn năm nay những phép tiên kia không hề được dùng tới chúa tiên bỗng lo ngại là với khoảng thời gian dài dằng dặt như thế kia các màu có còn công hiệu nữa không thôi thì cứ mở ra xem Chú tiên nghĩ bụng thế rồi đưa tay rút nhẹ bông hoa vàng thay cho ổ khóa cánh cửa của chiếc tủ đường phép tiên bật mở hào quang từ bên trong lóe sáng ra trong tủ có nhiều nhất là những chiếc đũa quyền lực những chiếc đũa quyền lực đã được nhiều người biết đến qua phim ảnh hoặc những trang báo có ảnh minh họa họ thương vẽ những nàng tiên cầm những chiếc đũa thần nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra khi chúa tiên đưa tài chạm vào những chiếc đũa thần đang nằm xếp ngay thẳng trong tủ thì chúng bỗng mềm hẳn ra rồi biến thành một đám bụi thì ra thời gian cũng làm những chiếc đũa tiên trở thành tro bụi đôi mắt tò mò của nàng tiên nhỏ tên hy vọng đang sống trong chốn thần tiên xịu xuống hy vọng mơ ước được một lần cầm chiếc đũa tiên để hóa phép cho biết thế nào là phép tiên nhưng những chiếc đũa tiên bây giờ chỉ còn là bột tiên ác hẳn sẽ không thể nào biến hóa ra được những thứ mà nàng tiên hy vọng muốn nhìn đôi mắt thất vọng của nàng hy vọng chú tiên nói không sao đâu, những chiếc đũa tiên đã bị hư hỏng hết, nhưng còn đó qua cúc vàng. Con cầm lấy đó qua cúc vàng này, coi như ta tặng con trong dịp năm mới. Dạ, con cảm ơn chú tiên. Nàng hy vọng đưa tay nhận bông cúc vàng. Nàng tiên hy vọng chực tay đi, thì chú tiên đưa tay chặn lại. Trong bông cúc vàng này chỉ có bảy cánh, con nên nhớ mỗi cánh hoa sẽ có một phép mơ ước tuy nhiên con đừng bao giờ cho luôn ước mơ thứ bảy vì như thế thì con sẽ chẳng bao giờ còn là nạn tiên nữa dạ con xin nghe lời chúa tiên bông hoa cúc vàng được trao cho cô tiên hy vọng những cánh hoa cứ long lanh màu sắc chúng thì thầm với cô tiên chị hy vọng ơi cho chúng em thành ước mơ của chị nhé Bảy cánh hoa cúc vàng là bảy ước mơ của nàng tiên hy vọng trong dịp xuân này. Thực ra, đã là tiên thì cần gì đến ước mơ? Hy vọng để đóa hoa cúc vàng bảy cánh và chiếc lọa thủy tinh ngay nơi giường ngủ của mình. Những chiếc hoa cứ lao sao, lao sao. Rồi mặt trời bắt đầu tỏa sáng cho một ngày xuân bắt đầu. Nàng hy vọng cầm đóa hoa cúc vàng ngưng theo đám mây trắng xốp dạo chơi phố Tết. Ta sẽ thực hiện những ước mơ thật đẹp, những ước mơ ấy sẽ mãi mãi làm cho ta thỏa mãn những gì mà bấy lâu nay ta chưa thực hiện được. Nàng tiên hy vọng suy nghĩ. Và gió đưa đám mây có nàng tiên hy vọng đi từ nơi này đến nơi khác. Cánh hỏa cúc vàng đầu tiên được rút ra cho một bộ quần áo đẹp. Ngày Tết, ai cũng đều mặc áo mới phải không? nhưng nàng tiên hy vọng chợt bắt gặp một cô bé đang đứng khóc bên đường giữa trời xuân vui vẻ cô bé không có chiếc áo mới như những cô gái khác vì mẹ cô quá nghèo cánh hoa vàng đầu tiên đã trở thành bộ quần áo mới cho cô bé đó vừa lúc ấy một chim két mỏ đỏ bay tới đậu trên vai nàng tiên hy vọng Chị hy vọng ơi, chị có thể cho em xin một cánh hoa vàng xinh đẹp của chị không? Hy vọng nói. Mỗi cánh hoa là một mơ ước đó, chim két xin làm gì? Chim két vẫy vẫy đôi cánh. Tối hôm qua, ngọn chó đêm giao thừa đã làm chiếc tổ của nhà em bị rơi xuống gốc cây. Em muốn có một chiếc tổ kịp cho cả nhà đón Tết. Thấy là cánh hoa vàng thứ hai được đứt lìa trong phố kia, nàng hy vọng thấy một đôi giày màu đỏ nằm trong tủ kính. Ôi, đôi giày đẹp làm sao? Nó giống như được làm nên bởi những tia nắng mặt trời. Nàng hy vọng chuẩn bị bức cánh hoa vàng thứ ba cho điều ước của mình. Nhưng kia, một con chim ưng sửa soạn xà xuống, vô con gà bé nhỏ tội nghiệp đang mổ thốc. Nàng thiên hy vọng đã cứu chú gà bé nhỏ bằng cánh hoa thứ ba có sao đâu, mình có bốn cánh hoa. Bốn cánh hoa là bốn ước mơ. Hy vọng cùng đám mây trời dạo quanh mọi nơi, tất cả đều trang hòa một màu xanh xinh đẹp, trời xuân đẹp, từng cỏ non tơ. Thế rồi cánh hoa thứ tư bước ra, một đám cháy được dập tắt. Cánh hoa thứ năm giúp cho chú cá chép được cứu sống. Cánh hoa thứ sáu là mâm cổ đầy cho đám trẻ lang thang trên hè phố ngày xuân trôi qua dịu dàng như thế, bông hoa cúc vàng chỉ còn một cánh, sáu cánh kia đã thực hiện sáu ước mơ cho người khác. rồi dày đỏ mơ ước của nàng tiên hy vọng vẫn chưa thực hiện được. nhưng trên tay nàng tiên chỉ còn một cánh hoa cuối cùng, đó là cánh hoa để hy vọng trở về lại xứ sở của những chuyện thần tiên. hy vọng nương theo mây bay về, chúa tiên đã ở đó từ bao giờ nói con ngoan lắm giờ đây con có quyền thực hiện ước mơ của mình bằng cánh hoa cuối cùng nàng tiên hy vọng bức cánh hoa vàng thứ bảy thả lên trời đôi giày màu đỏ bọc lấy đôi chân xinh đẹp và đó là đôi giày xinh đẹp nhất của những nàng tiên trong mùa xuân này